bé ơi, hãy cùng nhau học nhận biết các hình cơ bản nhé. Đây là hình tròn. Hình tròn. Quả bóng có hình tròn. Đây là hình vuông. Hình vuông. Bàn cờ cá ngựa có hình vuông. Đây là hình tam giác. Hình tam giác. Cánh buồm có hình tam giác. Đây là hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Cái bảng có hình chữ nhật. Đây là hình bầu dục. Hình bầu dục. Quả bóng bầu dục có hình bầu dục. Đây là hình thoi. Hình thoi. Con diều có hình thoi. Đây là hình ngôi sao. Hình ngôi sao. Ngôi sao được trang trí trên cây thông Noel vào lễ Giáng sinh. Đây là hình lưỡi liềm. Hình lưỡi liềm. Bánh sừng bò có hình lưỡi liềm. Đây là hình tròn. Đây là hình vuông. Đây là hình tam giác. Đây là hình chữ nhật. Đây là hình bầu dục. Đây là hình thoi. Đây là hình ngôi sao. Đây là hình lưỡi liềm. Hãy like và nhấn subscribe để theo dõi kênh với nhiều nội dung hơn nhé.